Kính chào quý khán giả và quý bà con, Khánh Tường và Thảo Hiền rất vui được đồng hành cùng quý bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động, chương trình được phát sóng hàng ngày trên đài phát thanh và truyền hình Lâm Đồng. Đến với 365 ngày chuyển động, chúng tôi tiếp tục chia sẻ những thông tin mới, thiết thực và hấp dẫn về hoạt động sản xuất nông nghiệp đáng quan tâm. Và hôm nay ngày 22 tháng 3 năm 2019, chương trình có các thông tin đáng chú ý. Trước sự bùng phát của dịch tả heo châu Phi, Bộ Công Thương khẳng định đủ nguồn cung thịt heo cho thị trường trong nước. Ghi nhận công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi ở Lâm Đồng. Con số hôm nay ấn tượng từ con số 4, Việt Nam đứng thứ tư thế giới về xuất khẩu thủy sản. Thưa quý bà con, một trong những thông tin đang thu hút sự quan tâm đặc biệt không chỉ của những người chăn nuôi mà còn cả những người tiêu dùng, đó là diễn biến của dịch tả heo châu Phi tại nước ta, cũng như tình hình thị trường thịt heo hiện nay. Trước những lo ngại về thị trường thịt heo, mới đây vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương khẳng định, đến thời điểm hiện tại, nguồn cung thịt heo trong nước vẫn được đảm bảo, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân và các hoạt động sản xuất, chế biến. Bộ Công Thương cho biết, trong trường hợp dịch tả heo châu Phi tiếp tục lây lan tại Việt Nam, có khả năng ảnh hưởng đến nguồn cung trong nước. Bộ sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp thương mại nhập khẩu từ các nước không bị ảnh hưởng bởi dịch tả heo châu Phi như Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Ấn Độ. Bộ Công Thương vẫn đang tiếp tục theo dõi sát tình hình, diễn biến cung cầu, thị trường đối với mặt hàng thịt heo và các sản phẩm thịt heo, qua đó sẽ kịp thời có các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng bất ổn với mặt hàng thịt heo tại thị trường trong nước. Vâng, có thể nói với những thông tin này, người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm về nguồn cung thịt heo. Và hơn hết là trước thực tế lao dốc, cả về giá cả lẫn sức tiêu thụ, trong tâm lý e dè của người tiêu dùng, nhiều địa phương trong đó có tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tiếp tục nỗ lực giữ ổn định cho thị trường thịt heo thông qua các biện pháp kiểm soát tốt chất lượng nguồn cung cấp sản phẩm. Theo ghi nhận, tại các lò giết mổ gia súc, gia cầm ở thành phố Đà Lạt, những người làm công tác kiểm soát giết mổ luôn có mặt để kiểm tra và các hộ kinh doanh luôn giữ các giấy tờ về nguồn gốc heo được đưa ra thị trường. Mặc dù khuyến cáo không nên quay lưng với thịt heo liên tục được đưa ra đối với người tiêu dùng, nhưng e dè vẫn là tâm lý chung của nhiều người. Cũng liên quan đến công tác nỗ lực ngăn chặn và đảm bảo nguồn thực phẩm thịt heo an toàn tới tay người tiêu dùng, theo ghi nhận của phóng viên chương trình tại tỉnh Long An, địa phương cửa ngõ khu vực Tây Nam Bộ. Trước tình hình dịch tả heo châu Phi lan rộng, ngoài thành lập các chốt chặn giao thông kiểm dịch không cho heo bệnh xâm nhập, tỉnh Long An đang tăng cường công tác kiểm soát dịch tại các lò giết mổ gia súc trên địa bàn. Theo đó, tại mỗi cơ sở giết mổ, đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra các thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ, giấy kiểm dịch động vật, số lượng heo nhập vào các cơ sở giết mổ, khu lưu nhốt động vật theo quy định. Long An đã thành lập ban chỉ đạo về phòng chống dịch tả heo châu Phi, tập trung thực hiện các giải pháp nhằm ngăn chặn kịp thời, không để bệnh dịch tả heo châu Phi xảy ra. Đặc biệt, ngăn chặn dịch chủ yếu từ các tỉnh phía Bắc và hai tỉnh Preven, Sprayrin của Vương quốc Campuchia sang những vùng giáp biên của tỉnh. Kính thưa quý vị và bà con, hiện nay ngành chức năng nhiều địa phương trong đó có tỉnh Lâm Đồng đã và đang triển khai các biện pháp khẩn cấp không chỉ nhằm ngăn chặn dịch bệnh tả heo châu Phi lây lan mà hơn hết còn là nỗ lực để đảm bảo cung cấp nguồn thịt heo sạch an toàn đến tay quý bà con. Và ở phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ phản ánh đến quý vị công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi đang được triển khai tại tỉnh Lâm Đồng. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Còn bây giờ sẽ tiếp tục là những tin tức cập nhật phản ánh đáng chú ý khác. Trong nội dung tiếp theo, gần 20.000 m2 xây dựng hồ nuôi cá nước lạnh giữa rừng. Cá bóp giống, đối tượng nuôi mới bước đầu mang lại hiệu quả. Nhân rộng mô hình cây sa nhân tím. Thưa quý bà con, phát triển mạnh mẽ trong khoảng hơn 10 năm gần đây, cá nước lạnh đã trở thành đối tượng nuôi đáng chú ý mang lại hiệu quả kinh tế cao ở nhiều địa phương ở tỉnh Lâm Đồng. Và mới đây, thêm một dự án nuôi cá nước lạnh quy mô lớn được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt. Theo quy hoạch chi tiết vừa được phê duyệt, thì công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn Thắng được phép thuê gần 293.000 m2 diện tích đất rừng và rừng thuộc địa bàn hai xã Đạ Long và Đạ Tông, huyện Đam Rông để triển khai dự án quản lý bảo vệ rừng, trong đó được xây dựng 3 hồ nuôi cá nước lạnh trên tổng diện tích 20.000 m2. Cụ thể, trong tổng diện tích dự án gần 293.000 m2 nêu trên, công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn Thắng được xây dựng hồ nuôi cá nước lạnh số 1, số 2 và số 3 thuộc công trình không có mái che với diện tích lần lượt gần 16.000 m2,
2.000m2 và 2.000m2, chiếm tỷ lệ gần 6,8%. Riêng các công trình có xây dựng mái che với hơn 2.800m2 như nhà văn phòng, nhà ở chuyên gia, nhà công nhân, sân bãi chỉ chiếm chưa tới 1%. Đặc biệt, dự án bố trí phần diện tích cây xanh với gần 270.000m2 chiếm tỷ lệ hơn 92%. Bên cạnh mô hình nuôi cá, loại cá nước lạnh như cá tầm, cá hồi, giàu tiềm năng thì cũng trong lĩnh vực nuôi trồng thủy hải sản, cá bớp từ lâu đã là đối tượng nuôi được người dân địa phương ven biển, đặc biệt quan tâm bởi giá trị kinh tế cao. Thưa quý vị và bà con, tại tỉnh Ninh Thuận, mô hình cá bớp giống vừa được người dân địa phương này triển khai thử nghiệm. Tuy còn mới nhưng hiệu quả bước đầu của mô hình đã mở ra triển vọng mới cho người nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh ven biển miền Trung. Mô hình nuôi cá bớp giống có thể được nuôi trong hồ hoặc ao cá phủ bạc. Theo các hộ nuôi, mô hình mới thử nghiệm nhưng bước đầu mang lại hiệu quả, con giống phát triển tốt sau khi ươm. Với chi phí đầu tư ban đầu thấp, kỹ thuật nuôi ươm đơn giản, thời gian ngắn lại có đầu ra ổn định. Sau 1,5 tháng thả nuôi, con giống đạt kích thước từ 10 đến 11cm có thể xuất bán với giá 30.000 đồng một con. Sau khi trừ chi phí, người nuôi lãi hơn 100 triệu đồng một hectare. Mình mới chuyển qua làm đối tượng cá bớp này thì cũng cái vụ đầu tiên. Trong cái quá trình nuôi thì mình cũng thấy cái công việc nó cũng đơn giản. Quan trọng nhất là cái độ chuyên cần mà mình cách thức cho ăn. Nói chung là con cá bớp là nó cũng là đối tượng mới. Cho nên nó là cái đầu ra nó cũng ổn định. Với những tính năng vượt trội về đặc tính sinh trưởng cùng với giá thành trên thị trường, hy vọng mô hình nuôi ươm cá bớp giống sẽ giúp nông dân phát triển kinh tế, tăng thu nhập trong thời gian tới. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác liên quan đến loại cây được mệnh danh là cây tỷ đô. Thưa quý bà con, theo Hiệp hội Macca Việt Nam, cây Macca được nhập vào nước ta từ năm 1994 với số lượng nhỏ và diện tích tăng dần từ năm 2003 cho đến nay ước tính lên đến vài triệu cây. Vì là cây trồng nhập nội còn mới nên thông tin về giống và quy trình canh tác cũng như công tác nghiên cứu đang tiếp tục triển khai từ trung ương đến địa phương trồng Macca. Đặc biệt, quá trình nghiên cứu đang tập trung chủ yếu vào vấn đề lựa chọn cây giống phù hợp và hiệu quả vì đây luôn được coi là chìa khóa then chốt quyết định tương lai của vườn Macca. Từ năm 2004 đến nay, Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ Sinh học Lâm nghiệp đã phối hợp với các hộ gia đình, các doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu xây dựng được gần 100 hectare mô hình khảo nghiệm giống Macca ở gần 20 tỉnh thành nhằm xác định các vùng sinh thái phù hợp cho cây trồng Macca cũng như chọn lọc các giống Macca sai quả phù hợp cho từng vùng sinh thái. Qua nghiên cứu thì Tây Bắc và Tây Nguyên là hai vùng có điều kiện sinh thái phù hợp nhất cho năng suất hạt cao nhất, đồng thời có chất lượng hạt tốt nhất. Kết quả nghiên cứu cũng đưa ra 6 giống có năng suất hạt cao và được công nhận giống gồm OC 246, 842, Tết Đào, A38 và QN1. Có thể nói đây là những thông tin quan trọng. Bà con nông dân quan tâm đến loại cây trồng này cần hết sức lưu ý để đảm bảo tương lai cho vườn Macca cũng như sinh kế của gia đình. Và chuyển sang một câu chuyện về một loại cây trồng mới cũng đáng quan tâm khác. Thưa quý bà con, từ mô hình triển khai thí điểm trồng 4 hectare cây dược liệu sa nhân tím ở vùng đất Sơn Lan, huyện Khờ Bang, tỉnh Gia Lai vào năm 2008, đến nay, cây sa nhân tím đã và đang được bà con người đồng bào Ba Na tại địa phương phát triển nhân rộng. Năm 2008, gia đình anh Đinh Văn Chuyên cùng với 40 hộ dân ở làng Hà Nừng, xã Sơn Lan, huyện Cờ Bang đã tham gia trồng 4 hectare sa nhân tím. Với khả năng chịu hạn tốt, chăm sóc dễ dàng, giá trị đem lại cao, cây sa nhân tím đã mang lại nguồn thu nhập ổn định. Từ việc cho thu hạt và mở ra triển vọng phát triển kinh tế cho bà con dân tộc thiểu số tại địa phương. Tôi với cùng bà con trồng cách đây 2 năm rồi. Nói chung thì bà con cũng đã cố gắng để phát dọn, để duy trì để cho cây phát triển được. Từ mô hình trồng cây sa nhân tím ban đầu đến nay, trên địa bàn xã Sơn Lan đã phát triển được 45 hectare sa nhân tím. Đây là loại cây dược liệu, hạt sa nhân sẽ được dùng làm thuốc nên đem lại giá trị kinh tế cao, giúp người dân có thêm khoản thu ổn định trong năm mà không tốn nhiều công sức cũng như vốn đầu tư phân bón. Cùng với việc đem lại thu nhập kinh tế cho người dân địa phương, việc tận dụng trồng sa nhân tím đã xen giữa các cây hoặc trồng dưới tán rừng còn giải quyết được tình trạng rửa trôi và xói mòn đất,
giữ độ ẩm cho rừng và giữ nước, tạo nên thảm thực vật đa dạng, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng. Tiếp theo nội dung của chương trình, mời quý vị cùng đến với mục con số hôm nay. Thưa quý vị và bà con, hôm nay chương trình muốn đưa đến cho quý vị thông tin xung quanh con số 4. Việt Nam hiện đang đứng thứ tư thế giới về xuất khẩu thủy sản sau Na Uy, Trung Quốc và Nga, đứng số 1 Đông Nam Á và đứng số 2 châu Á. Hiện sản phẩm thủy sản Việt Nam đã xuất khẩu tới hơn 170 nước trên thế giới. Sản lượng thủy sản năm 2018 đạt hơn 7,4 triệu tấn, nuôi trồng thủy sản đạt hơn 3,89 triệu tấn. Kim ngạch xuất khẩu của ngành này năm 2018 đạt trên 9 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay. Năm 2019, ngành thủy sản đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 10 tỷ USD, tăng trên 11%, tốc độ tăng giá trị sản xuất tăng 4,25% so với năm 2018. Để đạt được mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ, ngành thủy sản xác định tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, đẩy mạnh tổ chức sản xuất liên kết ngang và dọc theo chuỗi giá trị. Tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025 và đề án tổng thể phát triển ngành công nghiệp tôm đến năm 2025. Nội dung tiếp theo của 365 ngày chuyển động, xin mời quý bà con cùng đến với mục Chuyện nhà nông, chia sẻ những câu chuyện sản xuất đáng chú ý tại Lâm Đồng cũng như nhiều địa phương trong cả nước. Vâng thưa quý bà con, như trong phần đầu của chương trình, chúng tôi có đề cập đến câu chuyện phòng chống dịch tả heo châu Phi. Theo ghi nhận, đến ngày 20 tháng 3, đã có 17 tỉnh thành trong cả nước đã phát hiện dịch tả heo châu Phi, chủ yếu tập trung ở các tỉnh phía Bắc. Điều này gây không ít hoang mang cho người chăn nuôi cũng như người tiêu dùng cả nước, đồng thời cũng đã đặt ra nhiều thách thức và đòi hỏi sự nỗ lực của người dân và ngành chức năng của các địa phương trong việc quyết tâm phòng chống dịch. Ở tỉnh Lâm Đồng, đến thời điểm ngày 20 tháng 3, xác nhận chưa phát hiện ổ dịch nào. Tuy nhiên, bà con nông dân cũng cần lưu ý đến biểu hiện của dịch để kịp thời phát hiện và thông báo cho chính quyền địa phương, tuyệt đối không giấu dịch. Cái triệu chứng ban đầu của lợn thì thời gian ủ bệnh của lợn nó bình quân là từ 3 đến 15 ngày. Và trường hợp ở những cái thể cấp tính thì khoảng 3 đến 5 ngày thì lợn nó sẽ chết. Và cái biểu hiện đầu tiên của lợn đó là nó sẽ sốt cao trên 40 độ. Và trong vòng 2 đến 3 ngày đầu thì lợn có biểu hiện là ủ rũ, biếng ăn, lười vận động, thường nằm chất đống với nhau. Một số cái con lợn thì nó có biểu hiện là cái vùng da ở một số như là vành tai, ở cẳng chân hoặc là ở đuôi hoặc là vùng da dưới lưng và bụng thì ở từ cái màu trắng nó chuyển sang màu đỏ. Ngay từ ban đầu, khi có thông tin xuất hiện dịch tả heo châu Phi, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Lâm Đồng đã có nhiều biện pháp tuyên truyền đến bà con chăn nuôi. Nhờ vậy, bà con chăn nuôi trên địa bàn luôn sẵn sàng chống dịch với nhiều biện pháp như phun diệt trùng khu chuồng trại, hạn chế người vào chuồng trại, ngăn côn trùng chuột bỏ xuất hiện trong chuồng. Tôi biết chứ, mà tôi biết vậy nên tôi mới phải phòng chống đấy. Tôi phòng ngừa thôi, không có cho e vào chuồng trại nè. Đấy, suốt ngày đóng cửa vậy đấy, không có người mẹ, không có vào. Theo ngành chức năng, do dịch bệnh có những tác động rất lớn đối với các đàn heo và kinh tế người dân, nên cần triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn và kiểm soát sớm dịch bệnh trên các đàn heo. Tuy nhiên, hiện các địa phương cũng còn gặp một số khó khăn trong công tác tuyên truyền, phòng chống và xử lý khi dịch bệnh diễn ra. Được biết, dịch tả heo châu Phi không gây bệnh trên người. Do đó, người dân cần bình tĩnh, không nên hoang mang tẩy chay tiêu dùng các sản phẩm thịt heo an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh. Có thể thấy, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với việc triển khai thông tin kịp thời thấu đáo, cùng với những giải pháp tích cực, ngành thú y và người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang nỗ lực đảm bảo an toàn cho vật nuôi trên địa bàn. Vâng, và thông tin này cũng đã khép lại nội dung chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Chúng tôi xin cảm ơn quý bà con và quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị quan tâm phản hồi đóng góp cho chương trình, xin thông tin về địa chỉ email 365ngaychuyendonglTV@gmail.com hoặc liên lạc qua số điện thoại 02633 829 930. Còn bây giờ, những người làm chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.